Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Làm Đúng. Thì hôm nay mình sẽ đáp ứng một nhu cầu của một cái anh bạn đăng ký kênh YouTube của Hiểu Làm Đúng. Thì anh ấy kêu mình hướng dẫn cho anh ấy cấp lắp cái mạch kích lắp on off cho cái một cái gờ lấy kiến 8 chân. Thì ở đây mình có một con gờ lấy 8 chân và một con gờ lấy kiến 14 chân. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho anh lắp một cái mạch bằng nút nhấn on off này để điều khiển đóng điện cho cái gờ lấy kiến 8 chân này. Thì mà trước tiên thì mình phải hiểu được là cái gờ lấy kiến 8 chân nó gồm những gì. Đây mình có một con gờ lấy 8 chân giống như vậy. Thì ở đây thì con gờ lấy kiến 8 chân này thì nó có các chân tiếp điểm, đây có hiển thị trên đây là chân, nhìn vào cái bản vẽ nè, chân 13, 14 á, đây là chân số 13 nè, và chân số 14 là chân nguồn 220V. Còn chân 91 là tiếp điểm thường đóng, chân 95 là tiếp điểm thường hở. Đồng thời 12, 14 là thường đóng, 12, 8 là thường mở. 12, 14, 12, 4 chứ xin lỗi, 12, 4 là thường đóng, 12, 8 là thường mở. Khi mà cái chân 13, 14 này nó có nguồn, đủ nguồn 220 á, thì các tiếp điểm thường đóng này nè, 91 và 94 này nè, nó sẽ mở ra, và 95, 98 nó sẽ đóng lại, nó sẽ thay đổi trạng thái. Còn khi mắc điện thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu các bạn. Thì đây, ở đây nó có chân nè, 13 nè, 14 nè, còn chân 9 nè, 5 nè, 9, 1, 12, 4, 12, 8. Thì mình sẽ nhìn vô cái chân này để mình đấu ha. Bắt đầu tôi sẽ tiến hành tôi đấu dây. Ở đây nhìn vào sơ đồ luôn, vừa nhìn sơ đồ vừa đấu luôn. Trước tiên sẽ đấu dây nguội trước. Dây nguội thì nó sẽ đấu vô chân 14 và chân đèn báo màu xanh. Ở đây có xe xanh lá cây là xe dây nguội nè, đấu vô chân 14 và đồng thời đấu về chân của bóng đèn nút nhấn xanh. Đó, đó là xong phần nguội. Còn dây lửa, đây tôi có một dây màu đỏ là dây lửa, làm dây lửa ha. Dây lửa thì đi vô trước nút ốp, trước nút ốp, trước thường đóng nha các bạn, chứ không phải thường mở nha, trước thường đóng của nút ốp nè. Đó. Và sau thường đóng, sau thường đóng nút ốp sẽ đấu dây trước thường mở và đồng thời đấu vô chân số 5. Của gờ lấy kiến. Đồng thời đấu vô chân số 5 thì mình lấy thêm một dây nữa. Đây nè, sau thường đóng nút đỏ vô trước thường mở nút xanh và đồng thời đi vô chân số 5. Chưa qua, nó xuất dây mát để tôi đấu lại cái. Đi vô chân số 5 ha. Đó. Tiếp theo sau nút on nè, đấu vô chân số 13 và đồng thời đấu vô chân đèn nút nhấn xanh và đấu vô chân số 9 luôn, ba chân này chung nè. Sau nút nhấn xanh nè thì đấu vô chân đèn này, cầu bằng dây màu cam rồi nè, thì mình thêm một dây vào đây, đấu vào chân số 13 và chân số 9. 13 với 9 cầu lại, 13 với 9 nè, tôi lấy cầu trước đây, 13 với 9 cầu lại với nhau. Thời lấy chân sau đúng nhắn xanh nè, đấu vô chân số 13. Chân số 13 hoặc chân số 9 gì cũng được, tại vì hai chân là chung.
Đó, thì nó đã xong hoàn thành cái mạch của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành thử. Đóng nguồn vào. Bấm on. Các bạn thấy không? Thì gọi là kiến nó có điện. Nó có điện thì các cái tiếp điểm này nè, 91 này nè và 91 và 124 nó sẽ mở ra. Và 95 128 nó sẽ đóng lại ha. Không dừng thì nó tắt. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Hy vọng là nó có thể giúp ích cho mọi người. Thì cái gờ lai kiến đối với gờ lai kiến 14 chân này nó cũng như cái gờ lai kiến 8 chân thôi. Nhưng mà nó có nhiều cặp tiếp điểm hơn. Đó là tôi có vẽ ra cho bạn xem với sẵn đây tôi giới thiệu luôn. Thì cái mạch mà điều khiển thì nó cũng như nhau hết ha. Đây thì nó có ngoài 91, 95 và 124, 128 thì nó có thêm là 12, 16 là một bộ tiếp điểm thường đóng thường mở nè, 12 là thường đóng, 16 là thường mở, 11, 3 là thường đóng, 11, 7 là thường hở. Đấy các bạn, nó có thêm 4 cặp tiếp điểm nữa, nghĩa là tổng cộng nó có 8 cặp tiếp điểm. Thay vì bên đây con gờ lai kiến 8 chân thì nó có 4 cặp tiếp điểm thôi. Đó. Cái công dụng nó thì cũng như nhau thôi, chức năng nó cũng như nhau, nhưng mà nó có nhiều cặp tiếp điểm hơn thôi. Này các bạn nhìn vào cái sơ đồ nè, tôi giải thích cho bạn xem luôn cái phần này. Khi mà mình nhấn on xuống ha, mình nhấn rồi mình buông ra thì cái thường mở nó sẽ trở về mở lại. Thì khi nè, khi bạn nhấn on xuống nó đóng lại, thì nó cấp nguồn cho 13, 14 nó có điện ha. Cấp nguồn cho 13 và 14 về nguội là trực tiếp rồi. Thì cấp nguồn cho 13 nè. Lúc đó cái chân 5 và chân 9 này nè là ban đầu thường hở, mà khi mà có điện á thì nó sẽ đóng lại. Nó đóng lại thì nó đóng và nó phải giữ luôn rồi. Tại vì nó đóng thì sau đó nó duy trì lại nè các bạn. Tại vì mình buông ra thì nút ớt này nó hở, nút on này nó hở rồi thì nó sẽ điện, nó sẽ đi đường này. Đó là người ta gọi là tiếp điểm duy trì là vậy. À, thì cái mạch này có thể đáp ứng được cái, cho anh rồi đó, anh có thể anh lắp tại nhà được rồi. Xin chào anh ha, hẹn gặp lại với clip tiếp theo.